Thử cái cái bắt tay, bắt tay luôn. Cái này mình bắt tay ha. Yeah. Sao sao? Ăn cặn cái ăn cười ảnh nha. Tặng cho em câu giảng đây đó. Tặng tặng câu giảng phải không? À. Rồi anh tặng em đi. Cảm ơn ngay. Hạ Quân nay đã hết đời phải không? Phong ba biến diễn đổi dời gia can gì phải không anh? Đúng rồi, có cân là người về đi gõ một kẻ. Dạ. Bà con có con. Là con, là con có con. Bà con ơi sao vậy? Con ơi, bà con có con ghen. Con mẹ con. Nói mẹ con đi bà con ơi. Sao nữa? Để sao nữa? Nói mà nói đi. Bà con muốn con coi lại công con nghe. Con cấn mẹ rồi. Bà con ơi. Là cô bác lại thăm con đi để tới tháng 2 con đi rồi phải hay vậy không? Yeah. Ngày mùng 7 tháng 2 con. Ý là bà rồi. Con lại thăm anh để không thôi tháng 2 là anh đi phải không? Tháng 2 là tháng 2 năm tới hả cô? Tháng 2 tới nè. Tháng 2 tới là tháng 2 tới anh đi hả? Ừ, anh Tết rồi đó thì tháng 2 ngày mùng 7 tháng 2 đó. Bởi nó mới giữa cái hình đó đó. Vậy đó hả anh? Ừ. Cái hình đó là hình anh đã rửa sẵn rồi phải không? Rửa sẵn rồi đó. Mới nãy hai anh em mình bắt tay lần phải không? Nhưng mà bây giờ hai anh em mình bắt tay cái nữa được không? Vui bắt tay cái nữa được không? Vui không? Em vui. Em vui. Đau không? Có đau không? Dạ. Em bị đau hay gì? Xúc cái giò, nó xúc cái giò. Dạ. Xúc cái giò đó, nó xúc vậy đó là nó kêu đó. Xúc vậy không được. Dạ, xúc cho là kêu đó. Xúc là quẹt lên đó liền đó, máu liền đó. Xúc là anh quẹt lên lên đầu liền phải không? Dạ, anh quẹt lên đầu liền đó. Mà mình đâu có muốn đâu phải không anh Phương? Ô, cầm đi mũi chân chồng. Bà em đi rồi nha. Em bị bệnh hay gì à? Nó nói em bị bệnh hay gì ạ? Ai? Nó nói hỏi cậu bị bệnh hay gì à? À em bị bệnh, đang bệnh, đang cảm đang, đó. Bị cảm thôi chứ không có gì. Nha, con. So với anh thì chỉ có chút xíu thôi à. Còn nước nè. Con cho nước không? Nè. Sao anh? Làm cho nước không? Ừ, mình mình bị cảm, bị sổ mũi mà anh Phương anh nhìn anh biết anh hỏi mình bị bệnh hả? Mà cô là anh Phương nói gì cô cũng hiểu chẳng hạn biết cái nào hay cô chục năm nay không biết gì. Dạ cho nước chứ. Cho nước đặng cho cậu này nè uống nè. Được rồi. Dạ được rồi. Cho nước uống đặng hết đau mà. Vậy đó hả cô? À, tại tao là có làm mà. Phải vậy Phương? Dạ. Vậy là làm cho nước uống đó. Làm cho nước uống cho hết bệnh hả anh? Ừ, cho hết bệnh đó. Lên Lê Thanh cũng vậy nữa đó. Ba nó đau. Rồi nè. Cái nước nè cho cậu uống nè. Vậy là uống hết bệnh phải không con? Uống hết bệnh đó. Lê Thanh cũng vậy nó đi chích thuốc nó không hết đó. Uống có nửa chai hết trơn rồi đó. Vậy là con uống nửa chai này là hết bệnh phải không? Hết bệnh đó. Vậy em uống cái chai này ha. Uống là khỏe luôn á. Uống miếng đi. Uống miếng đi ha. Dạ. Uống miếng đi. Uống mới có nửa chai hết trơn luôn đó. Không nghe Lê Thanh nói sao? Với Thảo á. À thì đó là những hình ảnh mà anh Phương đánh cho mình một chai nước nè mọi người. Rồi mình cũng có cố gắng uống hết luôn để mà mình phải tin tưởng anh Phương. Tin tưởng. Ủa anh Lê Thanh cũng bị bệnh vậy là uống hết luôn hả? Uống hết đó. Uống mới có nửa chai hết trơn luôn đó. Lê Thanh á chứ Mai Thảo á. Mà sao anh làm cái gì trong đó mà uống hết hay vậy? Ai biết đâu ta thấu luôn gì ai biết đâu ta. Bí quyết của ta. Bí quyết của ta đâu biết. Cậu có coi cái vụ cái núi không?
Cái vụ gì cô? Vụ nó đi núi đó. Ủa, anh có đi núi nữa hả? Sao không? Trời, em có đi núi nè. Đi Dũng nữa. Đi Dũng nữa. Vậy đó hả? Ừ. Là sao cô? Mấy cô ở ngoài thành phố đó dẫn đi lên núi, vụ nó đi. Dạ. Nó đi thì đi, đi vô chổng á. Là anh đi núi luôn? Đi núi luôn, đi chỉnh rồi cái có giỏng vậy nè, giỏng miên á. Dạ. Đi giác lên cũng như là bá hộ hồi đó vậy đó. Vậy đó ha, là đi núi vậy luôn ha, quá dữ dằn. Mà kỳ đó đi núi với mấy cô chú vậy anh vui không? Mà cái núi ha. Có ai đâu đi. Mà lên đó anh có gặp được gì không? Sao không, lên đó có làm lễ làm đồ, nếu như dễ gì. Gặp cái hang cũng... Gặp cái hang của nó nữa. Vậy đó ha, gặp cái hang luôn ha. Hang luôn mà. Ta chỉ Dũng á, cái hang nhỏ vậy luôn nè, còn bà Năm á thì bà lắp rồi, bà lắp cái chỗ đó lại rồi. Bà đã 64 tuổi bà rồi. Xin bà ở kia một cái. Ừ, cái gì? Bà ở kia. Cái gì? Ủa vậy là ban đêm anh ngủ là có ông hả? Ông cụ như là cụ quyền của mình về là nói chuyện với ảnh hay sao cô? Ai biết đâu đó, là nói tôi quý đâu. Mới nãy anh nói gì đó, trời ai cho hay, anh hay vậy đó. Cho hai gì vậy? Anh biết rồi hả? Ủa vậy là ban đêm có người về nói chuyện với anh hay sao anh Phương? Ban đêm có chuyện gắn. Ban đêm thành gắn. Ban đêm thành gắn hả? Gắn đi đó. Ban đêm đi với thành gắn. Nướng trời đây hả? Nướng trời nè Phương ơi. Ở mà mấy con cái là anh nói gì? Ba mấy người ta thấy nó chứ em. Mấy người ta thấy anh? Ly Thanh thấy đó, còn mà Ly Thảo chưa thấy đó. Là thấy về cái thấy gì cô? Ban đêm là thấy nằm thấy hay sao cô? Vậy là ban đêm là anh biến thành rắn. Là như người ta thấy vậy ha. Ai à, cho người ta thấy cô qua Mỹ chị bệnh. Nó qua Mỹ chị bệnh đang lắm. Ban đêm anh qua Mỹ anh chị bệnh ta. Vậy đó ha. Vậy là ban đêm anh nằm ngủ là anh xuất hồn anh đi ha. Có khi nó không ăn cơm nữa, có khi tới chiều cái nó ăn bữa cơm một là tối lại là tới sáng luôn, nó là nhịn luôn đó. Vậy đó hả? Cái nó nói tôi đi thiếu gì đồ ăn vợ và khỏi cơm và khỏi cho con ăn. Vậy đó hả con? Nó nói vậy hoài vậy. Là nhiều khi anh không ăn cơm cái không nói. Không ăn cơm nữa, nó nói thôi mẹ dắt chiều mẹ cho con ăn đi rồi sáng mẹ đừng cho con ăn, tại vì con điên no rồi. Vậy đó hả con? Vậy là nè, ban đêm mình đi qua Mỹ trị bệnh cho người ta. Qua Mỹ trị bệnh cho người ta đó, ta mới cho cái máy mười mấy triệu đó. Ủa vậy là ban đêm anh đi anh chịu bệnh vậy là anh đi lâu chưa anh Phương? Bao nhiêu năm rồi? Hồi cấp tao quay tới giờ đó. Tới giờ luôn đó. Quay tới giờ. Nè cái cô này nè, cô này bà cho nè. Nè cái máy nè, mấy à, cái máy nè. Để mà mọi người cho mà nói chuyện nè. Nói dạ. Nè đó. Nói chuyện với mọi người ha. Đó. Dạ. Cho đó mình mấy triệu. Vậy rồi đi qua bệnh chị bệnh cho nhỏ này nè, hết trơn, hai chồng hết trơn. Dạ. Hết rồi. Mắt mẹ không có nhậm mà nè Phương ơi, quá trời ra mà không dám. Nhậm rồi nè. Con ở cái bên con nghe lâu. Vậy là cuối cùng là ảnh nói mà bữa nãy anh có nói một câu á là mọi người cùng đến thăm ảnh đi. Rồi qua tháng 2 anh đi phải không? Dạ. Thì hy vọng là mọi người xem được cái clip này thì sẽ có cơ duyên đến gặp anh Phương. Đã. Cho mọi người đến gặp anh Phương lần cuối ha anh Phương ha. Dạ. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nó cặc nghe đừng nghĩ. Dạ con không có nghe hiểu lầm đâu. Anh Nam mô Phật. Nam mô Phật. Có tay hay gì? Thôi. Rồi để em nói mọi người là đến thăm anh Phương ha. Dạ. Người thì đặt cái hàng bộ người đem nó lại. Anh Phương nói tới tháng 2 là anh đi mọi người. Mọi người đến thăm anh Phương một lần để mọi người. Thì mình đó nó cũng kêu tôi đó, hồi sáng tôi đút cho nó nghe mẹ thì khổ với con đi. Tháng mấy, hai tháng nữa con đi rồi mẹ cũng đừng có buồn. Dạ. Tại vì số mạng của con vậy rồi mẹ đừng có buồn nữa. Mà thà nó đừng có nói, mà nó nói trước hồi hôm tháng 5 tới giờ đó. Còn dạ, thằng kia con. Người ta chết mà hôi sáng lại là chiều lại là người ta chết. Dạ. Người ta không nói gì hết trơn. Rồi ôm tôi nè, hôn nè. Đút sữa nè, trà đường nè, cháo nè, quất hai chén cháo luôn rồi trà đường rồi ôm hôn tôi. Nói thôi mẹ ơi, còn đạt nó Phương nó chổng nó đói quá rồi thôi mẹ đi chổng mà đút đi thì đút vô chổng đút chuyện ngoài này tôi nghe nó tiếng mẹ ơi còn đạt nó thằng này nói mẹ ơi nó kêu ngoài nè thì tôi ra thì nó hước được hai cái tôi đội đi vô cái máy nhỏ này nè
người ta lại thăm nó thôi đi chị, nó vô bà đi vô đi mẹ hơn nó dướng dắt nó thôi đi rồi đi. Thì nó kéo tới 8 giờ mấy nó mới chết á, là tháng 1 đó, ngày 27 tháng 1 đó. Ba nó thì đầu đám giỗ thì ngày đầu, còn nó thì cuối đó. Vậy đó hả cô? Ủa vậy là bây giờ gia đình mình là còn mấy người cô? Vợ hả? Còn có mình tôi với nhỏ cháu ngoại đó. Dạ. Cháu ngoại là nhỏ đó mới mổ mới với về anh đó. Phương. Ừ, thì bốn đứa con không đó ăn gì vậy? Thì nhỏ 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 nãy đó là thứ hai đó, thằng này thứ ba nè, thằng đó tư đó, thằng nhỏ cái út rồi đó, nó chồng con nó rồi còn cái mình tôi vậy đó. Vậy là còn ba anh chị em. Còn ba anh sao gì sao anh Phương? Ông già anh em mà anh em mà ăn cái gì? Anh em dạ hả, tôi dạ hả? Mà ăn cái gì? Tại kêu vậy đi chứ sao vậy? Mới kêu bằng em ha. Anh trai đi. Anh trai hả? Ừ, anh trai. Tôi này kêu bằng anh ha. Dạ em. Em là em của anh. Bắt cử cái tay. Bắt tay. Bắt tay luôn. Hôm nay mình bắt tay ha. Yeah. Sao? Dạ, anh tặng cho em cười giảng nha. Tặng cho em câu giảng rồi đó. Tặng câu giảng phải không? À. Rồi anh tặng em đi. Cảm ơn ngay rồi. Hạ Quân nay đã hết đời phải không? Phong ba biến diễn đổi dời gia can gì phải không anh? Đúng rồi, chị nói rồi anh. Có cân là người về đi gỗ một kẻ. Dạ. Cái là chuyện này cũng là bà con có cần là con có cung bà con ơi sao vậy? Con bà con có cô kiện có mẹ con nuôi mẹ con bà con nuôi mẹ anh ha. Có nghĩa là bây giờ á anh đi thì mọi người sẽ chung tay góp sức nuôi mẹ anh đúng không? Anh nói muốn nói câu đó đó đúng không? Phải trả anh đi rồi sợ không có người lo cho mẹ. Kêu gọi mọi người là mọi người ơi, bây giờ là nếu mà một ngày nào đó anh đi thì mọi người sẽ lo cho mẹ của anh. Dạ. Vậy ha. Rồi em sẽ gửi cái clip này đến mọi người. Thì đây là cái clip của anh Phương kêu gọi mọi người, nếu mà một ngày nào đó anh Phương đi á mọi người, thì hy vọng là mọi người sẽ lo được lại cho cô. Hy vọng cộng đồng của mình sẽ giúp được anh Phương về cái phần này. Mình rất là xúc động về cái này á. Con người của mình là có chữ hiếu và chữ nghĩa. Chữ nghĩa là đối với huynh đệ bên ngoài, còn chữ hiếu là đối với cha mẹ anh em. Thì hy vọng là mọi người xem được cái clip này sẽ thấy được cái chữ hiếu, cái chữ tình của anh Phương dành cho gia đình của mình. Nó không có lo cho mình được, mà mấy cái đứa nó không biết đi thì nó lo cho mình. Nó chứ cô gần nước mắt hoài. Nó gần nước mắt khóc hoài. Hỏi nó thử coi, đút cơm vô nó lặng nào là cũng khóc kìa. Nó cơ mẹ bị khóc cho mẹ. Cũng là nó đừng có nói, mà nó nói vậy đó. Nó đâu nói mình thấy mình đứt ruột vậy thôi. Dạ. Sao uống chai nước rồi thấy sao? Khỏe không? Nhẹ. Nhẹ phải không? Nhẹ. Không, em muốn chai nước em khỏe. Nên nó nhẹ hơn nãy rồi. Mua một chai nữa hả? Mua. Được rồi. Được rồi anh Phương. Nó làm nước cho người ta đó. Nó làm nước cho người ta uống đó. Cô bữa nãy cô nghe ảnh nói là phải lo cho cô, thì cô có cảm xúc gì không cô? Không, nói gì chứ rơi nước mắt hoài, khóc hoài à. Dạ. Nói gì chứ ăn đồng tiền, mình nói chứ ăn đồng tiền của người ta mình cũng sốt ruột, sốt gan lắm chứ không phải không ấy đâu. Rồi cái tôi nói vậy nè, Phương ơi, mẹ ăn đồng tiền này là mẹ ăn nữa mẹ tội chứ. Nó nói không mẹ không có tội đâu, tại vì mẹ nuôi con, rồi tới nào con có mãn thần thì mẹ đâu phải mà mẹ đi bánh số, bánh bài sao mà mẹ tội. Cái này là mẹ nuôi con chứ không có gì chứ, nó dạ, có nói gì hết. Cảm động chứ sao không? Bởi vì anh Phương anh nói là bây giờ anh đi chữa bệnh cho người ta đó. Là anh, cái phần của anh là anh có phước. Nếu mà anh thật sự là xuất ra khỏi cái nghiệp này thì bắt đầu anh trở lại cái chân như của anh. Thì là anh sẽ làm cái phước cái thiện để mà bù đắp những cái gì mà mọi người đã dành cho anh để gửi tới cô. Thì cái phần đó con nghĩ nó cũng là một cái điều hiển nhiên nhân quả để gửi lại đúng không anh Phương? Rồi như vậy thì cái clip này con sẽ kết thúc tại đây. Con chúc cô sức khỏe, với lại là những cái gì mà anh Phương đã gửi gắm đó thì em sẽ gửi gắm đến mọi người.
để mà hướng về cô khi mà anh có trở về cái chân như của mình. Vậy ha anh Phương ha. Mô Phật. Dạ. Cảm ơn đi. Dạ tôi con cảm ơn nè. Cộng đồng. Anh Phương cảm ơn cộng đồng ha. Dạ coi. Dạ có an bài con. Cho tiền con nuôi mẹ ha. Rồi cảm ơn cộng đồng đúng không? Cảm ơn cộng đồng vì đã cho tiền anh nuôi mẹ anh đúng không? Dạ. Mô Di Đà Phật. Thì đây là những lời nói mà một mạc chân thành mà anh Phương muốn gửi đến mọi người. Thì bây giờ là mình sẽ kết thúc clip tại đây. Hy vọng mọi người nghe được những cái câu nói như thế này. Thì mọi người sẽ chung tay góp sức để mà làm cái việc thiện nguyện để giúp đỡ cái mong ước của anh Phương nha mọi người. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc clip. Bye bye mọi người. Cảm ơn dạ. Nha. Cô có muốn nói gì với khán giả không cô? Thì đâu có nói gì nữa đâu thôi. Dạ. Thì cũng cầu chúc nhiều vậy thôi. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ.